Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Tin Tức Mới. Và sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Mạnh Quỳnh, tôi thực hiện lời hứa với Phi Nhung hát đến già. Mạnh Quỳnh cho biết anh sẽ thực hiện lời hứa với cố ca sĩ Phi Nhung rằng sẽ hát phục vụ khán giả cho đến già. Anh mong những ồn ào về giọng ca bông điên điển khép lại. Sau hơn 20 năm song ca cùng với nhau, với Mạnh Quỳnh mà nói, hình ảnh, giọng hát của cố ca sĩ Phi Nhung luôn còn ở mãi trong lòng anh. Dù cố ca sĩ đã ra đi được gần một tháng, nhưng Mạnh Quỳnh vẫn thương tiếc không nguôi. Anh từng nói, sau hơn 20 năm đứng chung trên sân khấu, cả hai đã trải qua nhiều thăng trầm với bất bao nhiêu chuyện vui buồn. Vì thế, việc ra đi đột ngột của ca sĩ Phi Nhung để lại cho anh một vết thương rất lớn. Trước đó, có một giai đoạn, Mạnh Quỳnh từng có suy nghĩ sẽ giải nghệ sớm để chăm lo cho gia đình, nhưng Phi Nhung đã ngăn cản và thậm chí còn nói. Nếu visa đi không ổn, tôi sẽ đẩy xe lăn cho anh đi hát. Chính vì tâm nguyện này của Phi Nhung mà Mạnh Quỳnh tiết lộ, anh sẽ giữ lời hứa với giọng ca bông điên điển, cố gắng phục vụ khán giả đến lúc già. Đồng thời, nam ca sĩ cũng cho biết, thời gian tới anh sẽ sáng tác thêm các ca khúc về Phi Nhung, nhưng với màu sắc tích cực và yêu đời hơn. Hứa với Phi Nhung rồi là tôi sẽ mạnh mẽ, lạc quan, năng động và siêng năng, không có lời nữa. Tôi sẽ thực hiện lời của Phi Nhung là mình sẽ sống trọn lòng với khán giả. Tôi sẽ cố gắng dù cho biết rằng tôi không thể nào lấp được khoảng trống của Phi Nhung trong lòng khán giả yêu thương Phi Nhung. Tôi hứa nếu có làm thêm ca khúc mới về Phi Nhung, tôi sẽ sáng tác những bài thật tươi trẻ, đầy sức sống, lạc quan hơn. Những gì tôi đã hứa trước vong linh của Phi Nhung, tôi sẽ làm bằng khả năng, dù cho khó khăn hay vất vả bao nhiêu đi nữa, nam ca sĩ chia sẻ. Cách đây không lâu, Phi Nhung từng gặp loạt ồn ào bùa vây. Tuy nhiên, Mạnh Quỳnh cho biết anh không mấy bận tâm bởi anh tin vào con người, cách sống của tri kỷ mình. Thêm nữa, Mạnh Quỳnh khẳng định, anh là tuýp người sống không mang đến thế sự, chỉ mong những tài tiếng về tri kỷ của mình khép lại để cuộc sống trở lại bình yên. Mạnh Quỳnh tâm sự, xưa nay tôi luôn sống an phận, chỉ biết sống vì gia đình và làm nghệ thuật. Tôi chưa từng hơn thua, ganh ghét và làm mất lòng ai, hay làm điều gì để có trục lợi cho bản thân mình. Nhưng sống ở đời, không ai tự cho mình là hoàn hảo, nên chuyện thiên hạ không thích mình, đó là điều đương nhiên. Trong suốt hơn 2 thập kỷ đồng hành cùng nhau, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh phụ sóng dày đặc trên thị trường âm nhạc. Cặp đôi từng được xem là hiện tượng hát đôi của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero qua các ca khúc như Dù Anh Nghèo, Sầu Tím Tiếp Hồng, Hai Đứa Nghèo, v.v. Khi biết Phi Nhung qua đời, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh nói, anh rất đau lòng, đến không muốn ăn uống, nằm vui trên giường hơn một tuần. Mới đây Mạnh Quỳnh nghe lại các bài hát của cả hai trình diễn trên sân khấu, trong và ngoài nước, vì nhớ thương Phi Nhung.